Phần 3, Sinai bán đảo tam giác, vùng đất khắc nghiệt. Nơi lượng mưa hàng năm chỉ có thể là một inch. Một trong những địa hình khắc nghiệt nhất nằm ở bán đảo Sinai ở phía đông đất nước. Từ trên cao, rõ ràng đất đai khô cằn và đá của khu vực này khiến nông nghiệp chuyên sâu hầu như không thể thực hiện được. Tuy nhiên, có một nhóm người đã biến Sinai thành nhà của họ trong hàng ngàn năm. Kudrow Morris đã sống ở ngôi làng hẻo lánh này suốt cuộc đời mình. Việc tìm thức ăn rất khó khăn vì ít mưa và ít cây xanh để động vật ăn. Kudrow là người Bedouin. Phần lớn dân tộc cổ đại này đã di cư đến đây từ bán đảo Ả Rập gần 2.000 năm trước. Trong những thập kỷ gần đây, các chính sách của chính phủ nhằm tăng cường an ninh và thúc đẩy du lịch ở Sinai đã tước đi một số dịch vụ của người Bedouin và khiến họ khó tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, bào mòn truyền thống du mục của họ. Nhiều người đã rời bỏ quê hương để tìm việc làm ở các thành phố của Ai Cập. Kudrow ôm ấp cuộc sống ở sa mạc như tổ tiên của mình đã làm trước đây. Sa mạc này dạy bạn phải vận động liên tục. Đi lại, thu thập củi, lấy nước, luôn luôn di chuyển. Nếu bạn ở trong nhà, cơ thể bạn sẽ già đi. Bạn phải đi bộ, hoạt động và giữ gìn sức khỏe. Kudrow là một quả phụ. Để giữ cho mình và đàn dê sống sót, cô phải tìm thảm thực vật ở một trong những nơi khô cằn nhất trên trái đất. Trong khi đàn dê ăn, Kudrow khai thác một nguồn tài nguyên hiếm hoi khác của sa mạc. Loại cây sa mạc này được gọi là agram. Bạn hái nó, nghiền nát nó và thêm nước. Bạn có thể rửa tay và quần áo với nó. Đây là xà phòng, một loại xà phòng có mùi thơm dễ chịu. Hôm nay đã đủ cỏ cho đàn dê. Ngày mai, Kudrow sẽ phải tìm các loại cây khác. Tôi làm công việc này mỗi ngày. Tôi đã ở đây từ ngày tôi kết hôn. Tôi chưa bao giờ sống ở nơi nào khác. Sa mạc là cuộc sống của tôi. Người Bedouin đã biến sa mạc thành nhà của họ. Nhưng người cổ đại đã sử dụng những vùng đất hoang vu này cho một mục đích rất khác. Sa mạc phía Tây là nơi các pharaoh được chôn cất để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi chết. Các lăng mộ hoàng gia như kim tự tháp bậc thang của Djoser được xây dựng cách đây khoảng 4.700 năm sẽ được lấp đầy với những kho báu vô giá. Chào mừng bạn đến với kênh Gió Documentary, nơi chúng ta cùng khám phá những kỳ quan thế giới, giải mã những bí ẩn cổ đại. Các lăng mộ hoàng gia như kim tự tháp bậc thang của Djoser được xây dựng cách đây khoảng 4.700 năm sẽ được lấp đầy với những kho báu vô giá. Mặc dù các pharaoh tin rằng các kim tự tháp của họ không thể bị xâm phạm, nhưng những cấu trúc này đã trở thành mục tiêu của những tên trộm mộ cổ đại. Vì vậy, khoảng 3.500 năm trước, các pharaoh đã tạo ra một ngôi mộ bí mật khổng lồ trong một thung lũng sa mạc xa xôi. Từ thế kỷ năm 16 trước công nguyên, ít nhất 63 lăng mộ hoàng gia đã được xây dựng tại đây trong suốt 500 năm. Thung lũng của các vị vua nằm dưới chân một ngọn núi có hình dạng như kim tự tháp biểu tượng.
Các Pharaoh hy vọng rằng địa điểm không nổi bật này sẽ an toàn khỏi các kẻ trộm mộ. Ban đầu, lối vào các ngôi mộ được niêm phong và ẩn dưới cát và đá. Bây giờ, một mạng lưới các con đường dẫn lối vào bên trong. Nhà bảo tồn Lori Wang chịu trách nhiệm bảo tồn điểm thu hút nổi tiếng nhất của khu vực này. Lăng mộ của Tutankhamun. Sự nổi tiếng của lăng mộ này là do nó được phát hiện với các đồ tùy táng gần như hoàn toàn nguyên vẹn. Điều này rất hiếm vì hầu như tất cả các ngôi mộ khác đã bị cướp phá. Tutankhamun mới chỉ 9 tuổi khi trở thành người cai trị Ai Cập. Lăng mộ của vị vua trẻ này được phát hiện vào năm 1922 bởi nhà Ai Cập học người Anh Howard Carter. Bên trong, chúng tôi muốn những người khác có thể đánh giá cao lăng mộ này. Như chúng tôi đã từng làm việc ở đây, làm việc trong một lăng mộ như của Tutankhamun thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, Lori Wang cho biết.